Chào mừng anh em đã trở lại với Minecraft Cobblemon, nơi chúng ta sẽ bắt và thông mát từng con Pokemon một ở trong đây. Ok, mới sáng sớm thì chúng ta có một bạn Diglett ở đây, đó, đứng trước nhà mình đang rất là chill. Chào bạn. Và hôm nay thì mình vừa mới chế được một cái PC. Đây. Đấy, vậy mình đã nhét ba con này vô. What the fuck? Mời nhờ. Nhờ hua. Fuck you. Hello. Ủa? Rồi. Anh này, chạy hiền anh này, ngon ra bến lộ anh này. Fuck you. Về. Hồi con này không cho mình LB. Shit. Ok, chúng ta trở lại cái chỗ cánh đồng hôm trước mình đã farm level ở đây. Đó, chúng ta vẫn có những cái gọi là những cái đài tưởng niệm bên đó. Rồi chúng ta có một cái cây apricorn đây. Hello, hello Mubray. What's up, đây là bạn Pokemon đầu tiên chúng ta gặp trong ngày hôm nay. Ở ngoài đường. Ok, ơi có con đá kìa. Từ nhà tôi sẽ xử con model này trước. Tôi sẽ cho con Gyarados ra dùng quốc nhẹ cái chiêu Waterfall thọc thẳng vô một đó này. Rồi. Để chúng ta sẽ qua chúng ta xử con model bên này. Hello. Chào cậu. Ui, có con trâu nữa kìa. Phát con trâu đi. Để hai cái sừng trâu nhìn kỳ quá ha. Nhìn Sida vào là. Rồi chúng ta sẽ đánh chết cũ nữa con này. Ui, con này level 41. 41 thì chúng ta sẽ sử dụng thử chiêu Waterfall thì nó vẫn mạnh nhất hơn như là cứ quốc thôi. Shit. Thử nhẹ chiêu Bright coi. Gyarados nó sắp đi rồi. Ăn cỡ hai chiêu nữa nó đi luôn á. À đù, ok, không sao, nó đi trước. À, con model này sẽ là con đi trước. Fuck you. Đấy, ok. Đó, nó rụng ra luôn rồi. À, nó rụng ra nó ngoẻo rồi. Ủa nó không rớt gì ra. Kệ. Tôi tưởng nó phải rớt đá hay cái gì đó chưa. Ok. À mà từ hiện tại Venusaur level 35. Ờ thôi kệ mẹ đi. Tôi định là tôi cho một con gì đó để train level, nhưng mà hiện tại tôi cũng đéo có con gì để train level hết. Cho nên thôi cứ để nó train cho con Venusaur đi. Ok, chúng ta có thêm Apricorn ở đây. Hello bò. Thì nhà tôi muốn đi qua ngoài kia coi thử nó có cái gì hot. Đi ra ngoài biển khơi, tôi đi tìm One Piece. Tôi sẽ đi tìm Amazon Lily. Fuck yeah. Chúng ta sẽ có một chiếc thuyền và chúng ta sẽ đi. Ở đây có một bản Cabana. Cabana sau này nó sẽ tiến hóa thành Sabedo với con đấy cung ngầu. Ok, chúng ta sẽ đi coi thử ở dưới nước đây có cái gì. Ok, một bạn Magikarp bên kia. Bên phải là Magikarp. Dưới kia là con Seashell. Có cái con đồ bời vậy nha. Seacap luôn, tôi quên bài tên con này. Scap. Ok, con này tên, Starmie. Hello Starmie. Bên này chúng ta tìm thấy một vùng đất liền. Oh shit. Ok, nó là đất liền thiệt nha. Tôi có tưởng nó là cái đảo hay gì đó nhưng mà không. Nó chỉ là một cái khu giống như cái khu hồi nãy. Ủa, từ khoan. Ồ, khu này tôi đi rồi, đờ mà. Má đi một vòng như này luôn. Vãi cái nồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên này. Ồ, từ từ. Ủa, mình chưa đi hồi nào ta? Oh shit. Không thể nào Minecraft của tôi bị ám chăng? Vậy đây là một vùng đất mới hoàn toàn luôn. Này. Ok, hello. Có gì hết? Ok, có một bạn Slowpoke sống một mình trên đây. Ok, hơi đơn độc. Không biết bạn này, không biết là bạn này có còn tìm một bạn đời không. Ô, có bạn Marip trên đây kìa. Ok, giờ chắc không đơn độc lắm đâu. Chắc hai bạn chơi nhau trên đấy. Ok, chơi nhau thoải mái nha mấy bạn. Mình không có can thiệp đâu. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm mua tờ cái gì. Bio. À, ok, cái con Biomiku không. Đây chúng ta thì thấy một vùng đất liền tiếp theo. Đây, một cái đất liền, một cái rừng. Ok. Ồ, nhìn xe đời này đẹp phết nha anh em. Ở trên là cái đảo thiệt, ở dưới là nó phản ánh, nó phản chiếu xuống. Nhìn đẹp vãi. Đúng thư giãn. Ở bên đây thì có khá là nhiều cây apricorn. Ở đây một cái chỗ này thôi mà nó có tới ba cái cây nè. Ba cây apricorn mọc gần nhau. Họ không biết cái này trái màu gì. Chưa có cái nào có trái hết. What's up, chào cậu. Level 19. Ok. Fuck you. Đây có con gì? Đây, một con Seedot như là một con Wingull. Cua. Ok, thì vùng này thì giống y chang cái vùng hồi nãy ở gần nhà mình thôi chứ nó không có gì mới lạ hết. Zigaton. Hơi chán nha. Ê, có gì không mấy bạn? Ê, Big Gay. Ừ ha. Một con Big. Ủa từ. Big Gay level 23. Ủa, con Big Gay tôi nhớ level 16 là nó tiến hóa rồi mà. Kỳ ta. Holy shit. Ê, đây. Apricorn.
mà hồng chứ khúc này thiệt. Teddy Usa. Mình sẽ thử quăng một quả Safari Ball nha. Đứng đi mày. Ok. Lại hai quả. Ôi nó kẹt. Từ nha, tôi sẽ canh ngay chờ cơ hội edit. Fuck. Nếu mà tôi muốn bắt con này tôi sẽ dùng con Gyarados. Vô đi con mẹ mày, vô. Fuck you. Fuck. Tôi sẽ sử dụng quả này thôi. Hừa. Ok. Này nhìn giống cái chanh quá. Bà quả chanh này nó không vô. Chẳng lẽ không vô? Con ngựa mày. Ok, nó vô rồi. Ui. Con chim rất là to. Ok, bây giờ thì tôi có thể train level cho con Teddy Usa này cho nó tiến hóa. Nó sẽ khá là nhanh thôi. Đây. Tôi sẽ còn đổi chỗ cho con này đi lên đây. Ok. Rồi tôi sẽ thử khoan, tôi còn phải nghiên cứu thử là cái chiêu thức của con này nó như nào cái ta. Có skill thì có quỳ vãi liền ạ. Skill con này nó hơi Sida. Switch in. Slash. Fuck. Bye bye. Gold Duck level 34. Ê, tôi có cái giường này, tôi sẽ ngủ rồi. Ôi, bên kia có một bạn Labrador và một bạn, ui, bạn gì? Con gì kia? Từ từ nha. Từ từ, bình tĩnh. Này, ok. Ok. Ôi, từ từ, sao con Gyarados lại ra ngoài đây? Rồi. Không mới thấy đây mà. Kìa. Ui, ô to vậy. Hello. Này, giống kiểu mấy con sứ ha. Là 41, phải cả nồi. Cho Labrador ra đi. Chứa nó Labrador. Ui, ở đây có cái cọc địa ngục này. Ôi, từ. Shoot. Ok. Ok, để dùng chiêu nước là với con này nó được hồi máu. Được không? Tôi sẽ làm cho nó choáng. Tôi sẽ dùng Confuse để làm cho nó choáng nè. Ok. Xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục dùng Ice Shark. Nó không được thốn lắm nhưng mà thôi kệ. Đây là chiêu duy nhất có thể mình dùng được. Tôi nghĩ tôi nên đổi chiêu. Tôi nghĩ tôi nên đổi con. Ok, tôi sẽ đổi qua con khác. Ê khoan. Chưa. Tôi sẽ đổi qua... Để coi. Vô đất đi. Đạn hạt giống. Không, bom hạt giống. Ok, tôi nghĩ là giờ mình có thể bắt nó đó. Đâu? Mày đâu? Ui, con này môi chúm chím nhìn hài. À, giờ mới đi. Con này nữa này. Được chưa? Không được, fuck. Ê, Venusaur, giờ tôi mới để ý, Venusaur sắp chết rồi. Rồi, Venusaur chết luôn rồi. Thôi, không sao. Nên đi hy sinh vì nước. Cái đẹp. Labrat. Ê, từ. Vô rồi, ngon. Ok. Rồi tôi coi thử con này như nào. Đâu, ra. Ok, Jelly Sen. Màu chấm chím hồng. Lên bờ mày. Đó. Hello. Fuck. Này nhìn sao nhìn giống kiểu con gái có râu quá ta. Tự nhiên để cục này vô, nhìn nó hơi giống cái râu. Ở dưới có cái này thòi ra nữa. Ui, tôi thấy mặt nó dưới nước nè. He. Vậy là. Hello, chào em. Ok. Rồi tôi sẽ bắt luôn con màu xanh hồi nãy. Con màu xanh đâu ta? Con này như là con chưa tiến hóa. Để cái con hồi nãy mới thấy cái con to to màu xanh còn ngay đây luôn. Giờ nó mất rồi. Nó biến mất con ngựa rồi. Sẽ đi theo cái hướng này coi thử coi. Một ngôi làng. Thông thường thì tôi sẽ xây nhà ở mấy cái làng này để kiểu bắt dân làng làm nô lệ. Nhưng mà bây giờ dưới cái hang kia nó là đẹp quá mà tôi không nỡ bỏ. Chắc tôi lút đổ cái làng này thôi. Chào làng. Làng có gì không? Có anh villager nào không? Hello. Ok, bánh mì này. Có bánh đồ này. Hai cái bánh đồ, ok.
À bên kia có anh đang làm kìa. Hello. Này anh quay lưng đi vô nhìn làm gì đéo vậy? Thôi nha. Anh quay vô đó anh làm gì ta? Này tự nhiên quay vô góc đó làm gì? Đứng trong góc làm gì ta? Tự nhiên quay đứng trong góc làm gì ta? Chắc anh đang quay tay. Thôi quay tay thì thôi, chúng ta không làm phiền. Tôi hay quay tay tôi biết chứ, tôi không thích bị người ta làm phiền không. Ô đây có một trái màu đỏ, ngon. Có cây apricot màu đỏ, khá là xịn. Rồi đây là con lúa. Rồi tôi có thể làm được cái máy kia rồi, ngon. Rồi cho anh bán cái gì? Đủ anh bán mắt quả liền à, cút. Ê có cái máy này nè, ngon. Không gọi cái này nó cũng không hẳn là cái máy á, nó là cái thiết bị gì đó thôi chứ nó không hẳn là cái máy. Dùng cái máy, ý con nít, chào cháu ăn kẹo không cháu? Ôi, nhìn dưới tầng hầm nhà chú có nhiều kẹo lắm cháu. Phật. Rồi chúng ta có bánh mì. Có hạt giống cây điên. Có giống ồn gì nữa. Tôi còn phải bỏ bớt cái này đi. Ồ, có cái hạt giống gì nè. Một là hạt giống gì đó mà chúng ta có thể tạo ra một cái gì đó, tôi đều biết. Nói chung mấy cái này lạ quá, tôi không biết. Tôi chưa có tìm hiểu nhiều. Hello, ô có giường. Ô, cái sông đúng rộng luôn ha. Nguyên cái hồ bự chà bá luôn. Đây, hello Rocky. Ui. Fuck yeah, ui. Nó cái vùng ấy luôn nè. Vùng cái này gọi là gì? Cái điếu vậy nha. Đánh băng trôi à. Ở cái vùng băng trôi hay gì đó đòi lại vậy, tôi không nhớ rõ tên. Nãy chúng ta có một con gì tôi đéo nhớ tên. SQ. Một con SQ đó, một chiếc bánh cục để tan băng trên đầu. Rồi còn gì đâu. Hello. Ui có cái gì bên này. Hình như là một cái Gavantula. Để có anh zombie dưới đây nè. Hello zombie. Fuck you. Ồ, à cái này là cái nhà zombie. À, không phải, kiểu như cái tàn tích ở dưới nước rồi. Cho là mấy cái nhà bỏ hoang dưới nước. Tôi thấy hứng thú với con này nhất nè, Galvantula. Một con gọi là một cái Pokemon tảng băng trôi. Ồ, con này là gì? Avalok hả? Ồ, như Galvantula là con gì ta? Chết mẹ, nhớ lộn tên con gì rồi. Fuck. Từ từ nha, tôi còn phải đi ngủ. Như tình hình này đéo ổn lắm. Ôi đó, ngủ trên tảng băng trôi rất là ngầu. Lỡ có chiếc gì nào đi qua thành mẹ Titanic là thôi thấy mẹ. U nhìn mắt, ánh mắt nó thật là chiều mến. Vô. Chúng ta sẽ cho nó một chiều Omeos Win. Ok, được nha, nó không chết. Nó gọi là nó đi chưa hết nửa cây nên là nếu tôi quấn thêm cái nữa nó sẽ không chết. Ok, ngon. Rồi bây giờ tôi chỉ cần quăng bone thôi. Tôi sẽ quăng cái quả citrine bone này. Quay từ từ có này là citrine. Fuck. Đọc như nào nhỉ? Đây, nó thoát rồi. Thôi đọc là citrum đi ha. À, bóng citrum. Để biết đọc sao tôi sẽ gọi nó là bóng citrum. Ô bên kia có một con. Ô mấy sao cái chùm lông của nó nhìn kỳ vậy ta? Tại nha. Bên kia tôi thấy một gấu mà cái chùm lông mọc của nó nhìn nó hơi sida. Ừ đúng thiệt rồi, cái chùm lông nó nhìn sida vậy rồi. Không biết là mọc của nó che cái gì lại. Tôi tò mò quá, để lấy tôi vén ra coi thử. Rồi xong. Rồi một cái băng tôi đã hy sinh, tôi sẽ cho một con khác ra. Và đó sẽ là vé núi xó. Đó, và bây giờ tôi sẽ tiếp tục quăng bôn. Bắt con ML này. Chắc chắn nó sẽ vào. Đúng rồi, con mẹ nó. Rồi đó, con ML đấy là vô rồi. Mới hút xong. Bên này chúng ta có con gấu. Xung quanh là những con gấu đi bằng 4 chân. Thì ở đây chúng ta mọc ra con gấu đi bằng 2 chân. Level 42. Rất là cao. Vô luôn, đéo vô. Phật. Ở dưới đây chúng ta có mấy con cá hồi này. Ăn cá không gấu? Người ta bắt cá cho mày ăn nha. Sao mày chui vô bôn tao? Không à. Ok, phật vô. Ê, nhưng mà tôi quýnh nó. Nếu như tôi quýnh nó một hồi mà nó không chết, tôi quăng bôn thì sao nhỉ? Ồ, cá hiu. Ồ, con điêu gông. Vậy rồi. Phật vô. Ok.
gọi là vô luôn, vô luôn ha. Điếu vô. Fuck you. Tôi thử, tôi cầm rượu tôi bổ nó. Ok. Tôi bị ổn. Ồ. Ai chết rồi mày. Fuck. Oh shit. Tội lỗi quá. Tôi sẽ thử chặt con này 3 phát. 2 3 Thế không cầm một cúp chặt thêm phát nữa. Rồi ok vô. Test thử nha. Vô ta. Đi. Lì mày. Ăn điếu gì lì vậy? Bên đây còn một quả này. Ok. Rồi vô rồi, ngon. Rồi chúng ta bắt được hai con ở trong cái vùng này. Bây giờ tôi muốn đi tìm cái con gấu lúc nãy thì tôi bắt lại. Nhưng mà bây giờ nó không thấy nó spawn ra đâu nha. Ô, thỏ. Con chim. Thế đéo này con chim spawn cho dùng băng. What the fuck, con gì đây? Đời hiểu. Con này là ai? Tôi chưa thấy con này bao giờ hết. Bên kia có con Sweenup nữa kìa. Không chết thì bắt. Catch. Rồi. Vô mày. Hello gấu. Chào gấu. Ôi, mới tới cái nó chui đít rồi nè. Chào bộ cái. Oh shit. Túi. Fuck you. Motherfucker.